Sau nhiều nỗ lực thì hôm nay các địa bàn bị chia cắt sau trận lũ đã được tiếp cận. Từ sáng và chiều qua, nhiều lực lượng, các tổ chức đoàn thể và các đoàn thiện nguyện đã tiếp cận bản Hòa Sơn để hỗ trợ kịp thời. Trong ngày hôm qua, lực lượng vũ trang tiếp tục được tăng cường để vào hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Công tác khắc phục thông tuyến quốc lộ 7A qua thị trấn Mường Xén vẫn được tiếp tục triển khai để thuận lợi cho công tác cứu trợ. Bên cạnh lực lượng tại chỗ thì lực lượng vũ trang tiếp tục được tăng cường với tổng số 600 cán bộ chiến sĩ để hỗ trợ huyện Kỳ Sơn sớm khắc phục sự cố thiên tai. Các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã tiếp cận hiện trường cùng nhân dân dọn dẹp nhà cửa, xử lý bùn đất để sớm ổn định cuộc sống.